Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Hôm nay là ngày 16 rồi và chúng ta có một kỳ La Hoàn mới với những con quái mới ở tầng 11 và tầng 12. Cùng với đó là Uyên Nguyệt Chúc Phúc mới luôn. Trong cái video của ngày hôm nay thì mình với các bạn hãy cùng nhau chúng ta trải nghiệm xem là cái kỳ La Hoàn này nó như thế nào và nó khó hơn hay là nó dễ hơn cái kỳ trước nhá. Đầu tiên thì các bạn cần phải biết về cái Uyên Nguyệt Chúc Phúc của kỳ này. Kỳ này thì Uyên Nguyệt khá là ngon. Nói chung mình cũng không phải là ngon lắm nhưng mà nó tương đối là ngon rồi. Đó là sau khi nhân vật gây sát thương cho kẻ địch thì sẽ thi triển sóng xung kích tại vị trí kẻ địch và gây sát thương chuẩn, và mỗi loại sát thương nguyên tố bao gồm sát thương vật lý thì mỗi 8 giây có thể kích hoạt một lần sóng xung kích bằng cách này. Như vậy thì nếu như mà trong đội của bạn có 4 nguyên tố khác nhau, các bạn thay nhau đánh thường ấy thì nó sẽ gây ra cái sóng xung kích liên tục. Đó. Thì mỗi loại nguyên tố thì 8 giây mới có thể kích hoạt một lần nhá. Thứ hai, đầu tiên đó là tầng 11. Tầng 11 thì sẽ có cái điểm mạnh bất thường, đó là tinh thông nguyên tố tất cả nhân vật trong đội tăng 200 điểm. Ở cái tầng 1 ấy thì nửa trên sẽ là bóng ma, còn nửa dưới thì mấy con quái này thật ra cũng không cần quan tâm nhiều. Tầng 2 cũng thế, tầng 2 thì chúng ta sẽ có con rồng di tích thiên vệ và tầng dưới cũng là mấy con quái nhỏ nhỏ thôi. Quan trọng nhất đó chính là tầng 3. Tầng 3 thì ải trên các bạn sẽ gặp hai con rồng đất nham và ải dưới thì các bạn sẽ cần phải có nhân vật thảo và lôi để các bạn đánh thảo nguyên bản. Ở cái tầng 1 với tầng 2 ấy thì các bạn để ý nhá, nửa trên này thì nó sẽ có con bóng ma thủy, phong, băng và nham. Thì mấy con này nó sẽ kháng những cái nguyên tố đấy. Thì các bạn có thể cân nhắc để những cái team như là hệ hỏa, hệ lôi hay là đánh theo kiểu hệ thảo thì các bạn có thể đánh tầng này dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì tại vì nó chỉ là tầng 11 thôi thì các bạn có thể để team kể cả đụng mấy con này cũng được. Các bạn vẫn có thể chơi tốt nhá. Thì đấy là lưu ý cái chỗ đấy thôi. Phòng số 1 với phòng số 2 thì đa số nó sẽ chỉ xoay quanh cái việc là đánh quái thôi. Nó có một cái vấn đề đó là quái đông rất là nhiều. Quái thì đông nhưng mà nó không ra một lúc mà nó ra lẻ tẻ cứ 3 con, 4 con một đợt như thế. Đánh rất là khó chịu và mất thời gian. Thì những bạn nào mà có phong ấy thì các bạn nên cho phong vào thì clear nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều nhá. Ở tầng 3 này mình sẽ xếp team của mình nhá. Tầng này thì mình sẽ xếp team minh họa thôi. Tầng trên thì mình sẽ chơi team xoay quanh hỏa đi, xoay quanh hung tao nhá, để đỡ mình đụng mấy con kia. Với lại bắp tinh thông thì nó cũng có hiệu quả cho hung tao mạnh nữa. Cái thứ hai đó là tầng dưới thì mình sẽ gặp thảo nguyên bản, do đó thì mình sẽ chọn hai nhân vật free. Đầu tiên đó là nhà lữ hành hệ thảo này. Thứ hai đó là Lisa. Lisa thì hai nhân vật này free rồi. Ngoài ra thì những bạn nào không muốn chơi nhà lữ hành hệ thảo ấy, các bạn có thể chơi cô lây cũng được. Cô lây đã được free, cũng được free đấy. Thì cô lây nó có lợi thế là nó chỉ cần trọng kích thôi thì nó đã bắn 5 nguyên tố thảo rồi. Còn nhà lữ hành thì các bạn phải dùng E và Q thì nó sẽ lâu hơn và nó loằng ngoằng hơn. Nhưng mà không sao, vẫn chơi được. Hai cái vị trí còn lại thì các bạn sẽ chọn hai vị trí để có thể tạo ra nguồn sát thương chính. Cái đấy thì tùy team của các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn Venti đường con quái này. Thứ hai đó là Ganyu để gây sát thương chính. Thật ra một mình Ganyu là đủ rồi. Các bạn có con nào thì các bạn cho vào nhé. Bennett sang linh được hay là Bennett CL các kiểu cũng được. Thì lúc đấy thì hai nhân vật này ấy, thì ngoài cái việc là xử lý con thảo nguyên bản tầng 3 thì các bạn cũng có thể cho nó một vài cái đồ đạc để nó hỗ trợ team. Thứ nhất là Lisa, các bạn có thể cho cầm sách rồng để bắp tấn công cho DPS chính này. Thứ hai đó là các bạn có thể cho nhà lữ hành hoặc là nhân vật thảo nào đấy cầm Tây Phong để các bạn hỗ trợ sạc cho team. Đấy, thì hai nhân vật này nó có thể hỗ trợ cho team bằng cách đấy nếu mà các bạn không build. Còn các bạn có những nhân vật khác kiểu như Lôi, Yamiko hay là Lôi Thần hay là Thảo Thần các kiểu cho vào đây thì nó quá tốt rồi, không nói làm gì. Ok, mình sẽ chỉ đánh tầng 3 cho các anh em xem thôi nhá. Sau đấy thì chúng ta chuyển nhanh qua tầng 12 nhé. Tại vì thực ra tầng 11, tầng 1, tầng 2 thì nó cũng không có gì, chỉ đánh quái thôi. Ở cái nửa trên thì có mỗi hai con rồng đất này nó khá là yếu. Team Huta của mình thì chắc là nó quẹt, hai quẹt là chết. Tầng trên nó dễ, thành ra là tầng dưới các bạn cũng đỡ áp lực hơn. Tại vì thời gian có thừa nhiều. Qua tầng dưới thì con hỏa nguyên bản có thể là nhiều bạn chưa đánh. Con này thì nó cũng gần gần giống như mấy con nguyên bản khác thôi. Thì nó cứ xả giờ kill, sau đấy thì nó sẽ lộ nhân ra. Lộ nhân thì chúng ta chuyển qua gây sát thương thôi. Tại vì con này nguyên tố thảo thì những bạn nào mà có những nhân vật mà gây sát thương nguyên tố lôi ấy thì nó sẽ tạo ra phản ứng sinh trưởng, thì các bạn sẽ gây sát thương nó mạnh hơn. Ở đây thì Ganyu hệ băng nên là đánh một cách bình thường, không có phản ứng luôn. Ở
Cái này thì nó sẽ nhảy 3 lần, chỉ cần né xong 3 lần là sẵn sàng để đánh là xong. Ok. Bây giờ thì mình sẽ dùng nhà lữ hành để kích hoạt cái này. Đấy, sau đấy các bạn chuyển con nguyên tố lôi đánh vào thì nó sẽ tăng hiệu quả. Hai cái rồi, còn một cái nữa. Đó, như vậy là xong. Tầng 11 nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo là cái tầng 12. Tầng này mới là tầng quan trọng nhất. Ở cái lần này thì mình đánh giá là tầng 12 nó khó hơn những cái đợt trước anh em ạ. Bây giờ thì mình lại vào vai một người cái chay thôi. Mình sẽ chơi thử cho các bạn cái đội hình quốc dân. Nhưng mà sức mạnh nó ở cái mức độ vừa phải thôi. Ở nửa trên thì các bạn sẽ gặp mấy con chó săn ma vật hệ lôi. Thì nó nhiều và rải rác, tuy nhiên thì nó cũng yếu thôi. Tầng dưới thì các bạn sẽ gặp con thực thể sấm sét, tuy nhiên thì mình thấy nó ở tầng 1 nên là nó cũng không khó chịu lắm. Phòng số 2 này, phòng này thì mình thấy khó chịu ở cái ải trên. Các bạn sẽ gặp mấy con kỵ sĩ này. Nó tương đối là khó chịu nếu như các bạn không có hệ phong và các bạn không đánh một cách nó hiệu quả. Tầng dưới thì các bạn sẽ gặp vua giáp băng và con vua giáp lôi. Thì hai con này nó cũng mình thấy nó cũng bình thường. Thì các bạn có những cái đội hình thiên về nguyên tố hỏa, ví dụ như là lôi thần quốc dân, thì các bạn bổ nó cũng rất là dễ và nhanh. Phòng số 3 thì các bạn sẽ gặp ải trên, rồng điềm báo vạn kiếp. Con này thì mình thấy là nó ở tầng 3, nó khá là trâu, nhưng mà nó đù và nó cũng không có gì nó đặc sắc quá. Các bạn đánh sẽ mất khá nhiều thời gian ở tầng trên, bù lại thì nửa dưới các bạn đánh tương đối là dễ dàng. Chúng ta sẽ gặp hai con pha tui, hai con này thì máu giấy, còn hai con này thì nó sẽ trâu hơn. Ok, bây giờ mình sẽ chơi thế này nhá. Mình sẽ chơi vẫn là lôi thần quốc dân ở nửa dưới thôi. Mặc dù là các bạn gặp con tinh linh lôi nửa dưới nhá, nhưng mà không vấn đề gì hết. Còn nửa trên thì mình sẽ chơi Anjaka cài chay. Đấy, mình có Sen hơn, mình có Kazuha các kiểu nhá, nhưng mình không chơi. Thậm chí là mình chơi Ganyu có khi nó còn mạnh hơn cả Anjaka này nữa. Ok, chuyển thôi. Mình có bắp tinh thông này. Khi mà mới vào ấy thì sẽ có mấy con chó săn nhỏ đấy, thì nó sẽ lao đến và nó gom một chỗ luôn. Đấy, các bạn xem nhá. Đó, nó gom một chỗ luôn. Thì xúc đâu chỉ cần e phát, gom phát. Sau đấy mình xả sửa kêu là coi như cái đàn chó này bay luôn. Tiếp theo là một đàn nữa này, thì nó cũng như thế thôi. Đấy, nó sẽ lao về người của các bạn, thì nó sẽ gom một chỗ. Thì mình lại xả skill đợt 2, như vậy là bay luôn đàn thứ 2. Xong đàn này thì nó sẽ xuất hiện hai con chó to. Thì các bạn lưu ý nhá. Thì với những bạn nào mà sức mạnh còn yếu ấy, thì các bạn nên đánh cẩn thận. Đánh cẩn thận là nếu như các bạn có thừa thời gian ấy, thì các bạn nên sạc cho tầng sau. Bởi vì sang tầng 2 nửa trên ấy mà các bạn không có nộ sắn ấy, mấy con quái nó đứng lẻ tẻ khó gom lắm. Với lại đánh nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thì nếu mà các bạn đánh thừa thời gian thì các bạn nên gom lại. À quên, các bạn nên sạc trước khi sang tầng 2 nhé. Đừng ham sang tầng 2 nhanh quá. Còn nếu mà các bạn cảm thấy là sức mạnh các bạn đang hơi yếu, các bạn phải đánh xả hết mới qua được, thì các bạn đánh tầng 1 xong, các bạn đánh lại từ đầu và các bạn sạc để qua tầng 2 nhé. Thì sẽ chơi nó dễ dàng hơn. Cái kỳ này mình đánh giá nó hơi khó hơn tầng kỳ trước một tí, nên là phải sạc kỹ càng. Với những bạn nào sức mạnh còn yếu đây, nhưng mình thì mình đánh cẩn thận này. Mình có AJK gần đầy nộ rồi, sạc thêm một tí này. Đấy, tiếp theo là con tinh linh lôi. Con tinh linh lôi thì nó ở tầng 1 nên mình thấy nó cũng không khó, mặc dù là mình có lôi thần quốc dân. À quên, mình chơi lôi thần ở trong team này. Lôi thần thì miễn dịch nhưng mà mình vẫn chém thôi, mục đích là để sạc cho team nhá. Các bạn nên nhớ cái bắp Uyên Nguyệt Chúc Phúc của kỳ này ấy. Thì đánh thường vật lý nó vẫn tạo ra sóng xung kích, thì các bạn kết hợp nhé. Việc đánh thường vật lý ấy. Ở đây thì mình thấy là thời gian mình đang thừa khá là nhiều.
còn hơn 30 giây nữa thì mình sẽ không vội xả hết skill, mà mình sẽ cố gắng sang cái phòng sau mình còn nhiều nộ một tí thì mình chơi nó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì cái nửa trên ADK của mình cũng không phải là mạnh lắm, thậm chí nó khá là yếu. Mình nghĩ là còn yếu hơn mấy nick các bạn cầm kiếm rèn nữa cơ. Ok, cố gắng nào. Chỉ cần đánh sóng xung kích là nó chết. Sao? Qua tầng 2 mà vẫn còn tương đối nộ. Sang nửa sau thì mình lại có bắp tinh thông này. Ở đây thì các bạn để ý nhá, hai con hỏa thì nó là hai con tầm xa, còn hai con thủy thì nó là hai con cận chiến. Thì các bạn đánh quanh hai con hỏa ấy thì hai con kia nó sẽ lao vào. Ở đây thì mình đã dùng xúc râu mình gom khá là đẹp rồi. Mấy con này nó khó chịu ở một chỗ, đó là đôi khi nó sẽ có những cái trạng thái kháng gián đoạn. Thì nó mà ở trong cái trạng thái đấy các bạn sẽ không thể gom nó lại được, thì nó sẽ bị lẻ tẻ ra, thì các bạn không thể dồn sát thương nó hiệu quả được. Đó, nó khó chịu ở cái chỗ đấy. Còn khi mà bốn con nó đều không kháng gián đoạn ấy thì các bạn gom nó dễ dàng cực. Đó là lý do mà mình cần phải sạc nộ trước. Các bạn vào các bạn gom luôn một phát thì nó sẽ ok luôn. Ở bốn con này thì mình cứ gom được hai con thì mình xả skill luôn. Đây, mình gom một phát được 4 con luôn này. Các bạn mà gom 4 con ấy, sao là các bạn xả ZK ấy thì nó hiệu quả. Nhưng mà nếu mà các bạn gom mà được có 2 con, các bạn xả ấy, nó cứ lẻ lẻ như vậy, đánh cực kỳ mất thời gian luôn. Tại vì bọn này cũng trâu mà. Một phần là vì ADK của mình cũng hơi yếu nữa. Mình cũng chỉ chơi xúc râu thôi, không có Venti, không có Kazuha. Tiếp theo là nửa dưới này. Nửa dưới thì team Lôi Thần Quốc Dân quá dễ. Các bạn chỉ cần đứng cạnh một con thôi thì con kia nó sẽ lao tới. Sau đó thì các bạn chỉ cần sạc và xả là xong. Thì ở cái ải này thì những bạn nào mà có nhân vật xoay quanh hỏa ấy, ví dụ như Hu Tao hay là Sang Linh, thì các bạn chơi nó easy. Xong hai băng sẽ là hai lôi. Tiếp tục là như cũ thôi. Tầng này nếu mà vẫn thừa thời gian thì bạn nào yếu thì vẫn nên cân nhắc cái việc sạc nhé. Khá là quan trọng ấy. Mình còn 16 giây. Ok. Tiếp theo sang tầng 3 này. Tầng 3 thì nửa trên tăng sát thương kỹ năng nguyên tố ạ. Các bạn chờ nó đứng dậy nhá. Nó đứng dậy thì nó sẽ bay lên trời. Thì lúc đấy các bạn dùng nhân vật cầm cung, các bạn bắn vào hai cánh của nó ấy. Thì lúc nãy mình vẫn quên nhắc các bạn là các bạn nên có nhân vật cầm cung ở trong này thì chơi nó dễ hơn. Đấy, mình bắt đầu xả skill này. Khá là trâu. Nhưng mà con boss này thì mình thấy nó không khó. Tại vì nó đủ lắm. Quy thứ hai này. Bây giờ thì nó đã tăng kháng với tổ băng rồi. Nó bay lên trời. Nó bay lên trời thì mình lại bắn rụng nó xuống. Thì nó sẽ mất cái kháng băng luôn. Đó. Cái boss này thì nó trâu. Nhưng mà nó không khác gì cái bao cát cả. Mình thấy nó chả làm gì mình cả. Nhưng phải công nhận là nó trâu thật anh em ạ.
Quy thứ 3 là phải không nhỉ? Quy thứ 3 hình như là quy thứ 4 rồi. Như vậy là mình vẫn cần phải 5 lần dùng quy à? Mới chết được. Hiện tại thì bạn nào chơi Azaka như mình ấy, kiếm không có, không phải là kiếm nạp và cũng không có nhiều hiệu quả nạp, thì các bạn cần hai nhân vật hỗ trợ sạc nhá. Ở đây thì Diona cầm Tây Phong và Xúc Râu cũng là Tây Phong bật điện. Chết. Mình mất khoảng 1 phút 44 giây để giết con này. Sang nửa dưới thì nó lại khá là dễ. Các bạn đánh con cung ấy, con Fatui này nó yếu. Các bạn chuyển sang các bạn đánh con cung này, tại vì nó tầm xa mà. Con Fatui nó sẽ tự khắc nó lao đến người các bạn thôi. Nhưng mình thấy con Fatui ở trong cái tầng 3 nó yếu quá. Con này thì trâu hơn. Ok, đợt sau này, đợt sau vẫn là hai con này, một con Fatui, một con cầm cái này gọi là cái gì ta, không biết gọi là cái vũ khí của nó là cái gì hết. Đấy, vẫn chỉ là xả và ấy thôi, sạc và xả thôi. Thì cái nửa dưới nó khá là dễ. Mình thấy là khó nhất chắc là khó tầng 2 thôi, còn tầng 3 thì nó không khó lắm. Tầng trên thì quái trâu nhưng mà đồ, tầng dưới thì bình thường, đánh nhanh. Bây giờ mình sẽ show đồ của mình cho mọi người xem nhá. Hiện tại thì Bennett của mình đang theo kiểu Bennett Tây Phong này, xét tông thất này, thiên phú Q13 này. Chỉ số thì mình để nó hơi chiến một tí, nhưng mà vẫn phải đủ 200 hiệu quả nạp. Sang Linh này, Sang Linh 1.500 tấn công, cầm vây cá chảy sóng này, xét dấu ấn là chắc chắn rồi. Cúc mệnh 6, thiên phú Q12. Đây, 55.2 và 98.9, 220 nạp. Nạp hơi nhiều một tí nhưng mà mình không có đồ nữa. Xinh chiêu thì lâu lắm rồi mình không chơi nhiều. Tế Lễ, hai thủy, hai tông, thiên phú Q13 này, cung mệnh 6. Của mình thì mấy con 4 sao này cung mệnh 6 lâu rồi. 6129 thôi. Lôi thần cái chay này, 1.007 tấn công này, lao trên cá này, xét dấu ấn này, thiên phú 10, cung mệnh 0 này. Chỉ số là 42.3 cộng với 12, 168 này, hiệu quả nạp 245.9. Azaka cũng theo kiểu gọi là cánh chay thôi anh em ạ. Đồ cũng không ngon. Phong ương kiếm này, hai băng, hai hồi ức, 8-8-10. Mình cũng không cho 10-10-10 như anh em. 2.003 tấn công, 60.6 và 189.4. Ai đấy nhỉ? Muna thì không có gì nhiều. Sách rồng, thiên nham, đóng full hiệu quả nạp. Diona đấy nhỉ? Diona xúc rồng. Diona thì mình cũng không chơi. Lâu rồi mình cũng không chơi thật. Cung thì có thể là cung Tây Phong hoặc là Tế Lễ. Thánh nhân vật thì mình cho xét tông thất. Tông thất hiện tại là đang không phải là đồ chuẩn. Đây, lông không có đây. Nón tỷ lệ đây, nên là HP nó hơi thấp. Hiệu quả nạp vẫn 200 nhá. Mona, à hết rồi. À không, vẫn còn xúc râu. Xúc râu nữa. Đâu nhỉ? Đây, xúc râu thì mình sâu cho anh em nhiều rồi. Đi trong team phong, à quên, team băng thì nó sẽ cầm Tây Phong bật điển, xét phong bình thường thôi. Xét phong nhưng mà mình sẽ để ý một tí, đó là mình sẽ cho nhiều tỷ lệ bảo kích để nó kích hoạt được cái Tây Phong mật điển này nó dễ dàng hơn. Ok, thì đó là toàn bộ team của mình. Mình thì mình có mấy team mạnh hơn, cứ đi nhanh hơn, nhưng mà thôi, mình để cái team này để cho anh em mới chơi hay là anh em yếu dễ hình dung hơn. Chúc các bạn thành công ở La Hoàn này, và mình sẽ bổ sung những cái tip ở những cái video sau nhé.